Phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn không quá muộn nhưng cũng không phải là sớm. Sau khi được làm các xét nghiệm chuyên sâu, dựa vào tình hình thể trạng và bệnh lý, các bác sĩ đã quyết định lựa chọn phương pháp nhắm trúng đích để điều trị cho bệnh nhân. Kết quả sau một liệu trình được điều trị, bệnh nhân đã có những cải thiện rõ rệt. Bác sĩ rút chuyển hóa chất đến giờ là tôi cũng cảm thấy người nó trở nên bình thường, nó không khó thở, mà nó không có cái biểu hiện đau đớn gì nữa. Còn bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, kết hợp với công việc đặc thù là làm việc trong môi trường khói bụi nhiều năm. Đến khi được phát hiện ung thư phổi thì bệnh của ông đã di căn. Hiện các bác sĩ đang kết hợp điều trị hóa chất và nhắm trúng đích cho bệnh nhân. Là tôi bị ung thư phổi mà là di căn thân gan. Bây giờ chờ phác đồ điều trị của các bác sĩ. Hiện tại là theo phác đồ điều trị đang chuyển hóa chất từ 4 trái rồi. Tiếp theo thì sẽ phụ thuộc vào cái lộ trình điều trị của bác sĩ. Theo các bác sĩ, để điều trị ung thư phổi thì việc điều trị toàn thân là hướng điều trị chủ yếu, bao gồm hóa chất, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch. Việc lựa chọn và lập kế hoạch điều trị cho người bệnh phụ thuộc vào thể trạng, giai đoạn bệnh và tình trạng đột biến gen của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, với sự ra đời của nhiều loại thuốc nhắm trúng đích dành cho ung thư phổi đã giúp việc điều trị cho người bệnh có những bước tiến mới. Đặc biệt là các nhóm thuốc trúng đích ức chế enzyme dạng uống đã giúp cải thiện đáng kể thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư phổi. Trong ung thư phổi thì cái đột biến chủ đạo, đột biến quan trọng nhất đấy là cái đột biến EGFR và cái thuốc mà điều trị đích quan trọng trong điều trị ung thư phổi chính là cái thuốc kháng EGFR. Thì cái thuốc kháng EGFR này là cái ưu điểm là cái hiệu là nó sẽ cải thiện cái thời gian sống thêm của người bệnh, tăng cái tỷ lệ đáp ứng, rồi là cũng như là đảm bảo cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Do là cái thuốc này thì nó có hiệu quả đã đành nhưng mà nó cũng ít các tác dụng phụ mà nó ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và hơn nữa là nó cũng rất là tiện sử dụng, bệnh nhân là có thể là dùng ngoại trú và nó cũng không ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt, đến cái làm việc người bệnh. Việc ứng dụng liệu pháp nhắm trúng đích đã mang lại những thay đổi lớn trong điều trị ung thư phổi, đó là kéo dài hơn thời gian sống thêm với ít tác dụng phụ cho người bệnh. Ưu điểm vượt trội so với phương pháp hóa trị là khả năng ngấm sâu vào hang rào máu não ở điều trị nhắm trúng đích, giúp cho thuốc có hiệu quả trên cả bệnh nhân ung thư phổi đã di căn não. Đặc biệt, tác dụng phụ ít giúp các thuốc điều trị nhắm trúng đích có thể mở rộng chỉ định điều trị cho ngay cả những bệnh nhân có chỉ số hoạt động thấp. Đối với cái bệnh ung thư phổi mà giai đoạn 4 và có đột biến, các cái đột biến chủ đạo dương tính thì với thành tựu của điều trị thuốc đích thì nhìn chung là dựa vào những các cái về mặt thống kê, về mặt y sinh thì với thành tựu của thuốc đích thì có thể là kéo dài cái thời gian mà giữ được ổn định bệnh mà không giúp cho bệnh nó không tiến triển. Thì đối với những cái thuốc mà thế hệ 1 thì có thể là 1 năm, còn những cái thuốc mà thế hệ mới thì thậm chí là có thể kéo dài 2 năm. Còn trên trường hợp cụ thể thì có thể có nhiều người thậm chí là có thể kéo dài vài ba năm. Với những bệnh nhân mà tôi điều trị thì có những bệnh nhân mà thậm chí là 4-5 năm thì đến nay thì tình trạng của bệnh nhân vẫn ổn định và vẫn đang được tiếp tục điều trị thuốc đích. Các bác sĩ khuyến cáo, ung thư phổi thường được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Vì vậy, việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù hiện nay đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, việc phát hiện sớm luôn là yếu tố đầu tiên quyết định đến thành công điều trị cho người bệnh. Vì vậy, khi có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho kéo dài, ho ra máu, khó thở, đau tức ngực, khan giọng hoặc ho khè thì người bệnh cần phải được đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán sớm nhất.